Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn Ngữ văn lớp 7. Trước khi bước vào bài học, cô nhắc lại kiến thức cũ có liên quan đến bài học hôm nay. Ngôn ngữ tiếng Việt có từ thuần Việt và từ mượn, trong đó từ mượn ngôn ngữ Hán và từ mượn ngôn ngữ Ấn Âu. Bộ phận từ mượn chiếm số lượng nhiều nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán gồm từ gốc Hán và từ Hán Việt. Ở bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đơn vị cấu tạo từ Hán Việt và từ ghép Hán Việt. Các em bước vào tìm hiểu tiết 21 từ Hán Việt. Phần 1 là mã đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Một nhỏ ví dụ Chúng ta đọc lại bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư Sau đó các em trả lời cho cô câu hỏi Các tiếng Nam Quốc Sơn Hà có nghĩa là gì? Tiếng nào có thể dùng như một từ đơn để đặt câu? Nam ở đây có nghĩa là phương nam, quốc nghĩa là nước, sơn là núi, hà là sông. Đó là các tiếng để cấu tạo từ Hán Việt. Nam kết hợp với quốc thành Nam quốc nghĩa là nước Nam. Sơn kết hợp với hà thành sơn hà nghĩa là sông núi. Vậy, những yếu tố những tiếng nam quốc sơn hà là các yếu tố hán việt các em hãy nhận xét những tiếng được gạch chân trong những cặp câu sau xem tiếng nào có thể dùng như một từ đơn để đặt câu tiếng nào thì không nhà tôi ở hướng nam tôi lên núi tôi lên sơn Thủy lội xuống sông Thủy lội xuống hà Tố hữu là một nhà thơ yêu nước Tố hữu là một nhà thơ yêu quốc Chúng ta nhận thấy các yếu tố Hán Việt Sơn, hà, quốc Không thể dùng như một từ đơn để đặt câu Và các em cũng lưu ý rằng Phần lớn các yếu tố hán việt không dùng độc lập mà dùng để cấu tạo từ ghép các em hãy vận dụng thử điền những yếu tố hán việt trong các từ sau thiên thư thiên niên kỷ thiên đô vĩ đại đại diện hiện đại Hoàng tử, Thái tử, Quý tử Tự tử, Bất tử, Bức tử Thiên trong thiên thư có nghĩa là trời Thiên trong thiên niên kỷ nghĩa là nghìn Thiên trong thiên đô là rời Đại trong vĩ đại nghĩa là lớn Đại trong đại diện nghĩa là thay Hiện Đại trong hiện đại nghĩa là thời cả ba từ tử trong hoàng tử, thái tử và quý tử đều có nghĩa là con. Những từ tử trong tự tử, bất tử và bức tử đều có nghĩa là chết. Từ đó ta nhận thấy có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng khác nghĩa. Phần 2 nhỏ ghi nhớ. Sách giáo khoa trang 69. Các em hãy chú ý gạch chân các ý sau. Ý thứ nhất, tiếng để cấu tạo từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán Việt. Đây là ví dụ. Ý thứ hai, phần lớn các yếu tố Hán Việt không dùng độc lập mà dùng để tạo từ ghép Ý thứ ba, có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng khác nghĩa. Chúng ta chuyển sang phần 2 La Mã. Từ ghép Hán Việt. Một nhỏ ví dụ. Các em hãy nhớ lại và trả lời cho cô câu hỏi, từ ghép là gì? Có mấy loại từ ghép? từ ghép là từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có nghĩa với nhau. Có hai loại từ ghép là từ ghép chính phủ và từ ghép đẳng lập. Chúng ta sẽ tìm hiểu về từ ghép Hán Việt qua các ví dụ sau. Các em hãy cho biết các từ sau thuộc loại từ ghép nào? Với mỗi loại từ ghép chính phụ, trật tự của từ đó có gì khác với từ ghép thuần Việt không? Sơn hà, xâm phạm, giang san, ái quốc, thủ môn, chiến thắng, thiên thư, thạch mã, tái phạm. Chúng ta xem xét thấy sơn hà, xâm phạm và giang san đó là từ ghép đẳng lập. Còn ái quốc thủ môn chiến thắng là từ ghép chính phủ Trong trường hợp này Ở từ ghép chính phủ Hán Việt Thì yếu tố chính đứng trước Yếu tố phụ đứng sau Trật tự giống với từ ghép thuần Việt Còn thiên thư thạch mã Tái phạm là cũng là từ ghép chính phủ Nhưng trật tự từ được sắp xếp khác Yếu tố phụ đứng trước và yếu tố chính đứng sau Trật tự này khác với từ ghép thuần Việt Phần 2 nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 70 Từ ghép Hán Việt có từ ghép đẳng lập Ví dụ như Sơn Hà, Xâm Phạm, Giang San và từ ghép chính phụ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau, giống từ thuần Việt hoặc là yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau. Điều này là khác với từ thuần Việt. Các em xem bài tập nhanh. Điền những từ ghép sau vào bảng cho phù hợp. Hữu ích, thi nhân, đại thắng phát thanh bảo mật tân binh hậu đải phòng hỏa đâu là từ ghép chính phủ đâu là từ uh, từ ghép yếu tố chính đứng trước yếu tố phụ đứng sau còn đâu là từ mà yếu tố phụ đứng trước yếu tố chính đứng sau trường hợp thứ nhất yếu tố chính đứng trước yếu tố phụ đứng sau chúng ta có hữu ích phát thanh bảo mật phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau. Chúng ta có thi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi. Các em chuyển sang phần 3 la mã. Sử dụng từ Hán Việt. Một nhỏ sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm. A nhỏ ví dụ. Các em hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong ba ví dụ sau và giải thích tại sao em lại chọn từ đó. Ở ví dụ thứ nhất ba chấm Việt Nam anh hùng bất khuất Trung hậu đảm đang thì chúng ta sẽ chọn từ phụ nữ. Ở ví dụ thứ hai chúng ta sẽ chọn từ từ trần cô đọc lại nguyên câu và từ mai táng cô sẽ đọc lại cả câu cụ là nhà cách mạng lão thành sau khi cụ từ trần nhân dân địa phương đã mai táng cụ trên một ngọn đồi câu thứ ba bác sĩ đang khám tử thi xét về sắc thái từ phụ nữ mang sắc thái trang trọng còn từ đàn bà lại mang sắc thái không trang trọng từ đó chúng ta thấy từ hán việt tạo sắc thái trang trọng cho câu văn còn từ trần mai táng và chết trôn thì từ trần mai táng là mang thái độ tôn kính còn từ còn lại là thể hiện thái độ thiếu tôn kính và chúng ta thấy được từ hán việt thể hiện được thái độ tôn kính trong ngữ cảnh tử thi và xác chết thì từ tử thi tạo sắc thái tao nhã, còn xác chết thì gây cảm giác ghê sợ. Nên từ Hán Việt sẽ tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục ghê sợ. Theo em, vì sao người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người hoặc là tên địa lý? vì nó mang sắc thái trang trọng cho tên gọi đó. Chúng ta lấy ví dụ: Thanh thảo có nghĩa là cỏ xanh, Thanh vân nghĩa là mây xanh, Thu thảo có nghĩa là cỏ mùa thu, Trường Giang nghĩa là sông dài. Các em hãy vận dụng để tìm hiểu ví dụ sau. Đọc và giải nghĩa các từ được gạch chân trong đoạn văn sau thay thế những từ này bằng các từ thuần Việt có nghĩa tương ứng thì có được không? Vì sao? Yết kiêu đến kinh đô Thăng Long, yết kiến vua Trần Nhân Tông. Nhà vua nói, chấm cho nhà ngươi một loại binh khí. Tâu bệ hạ, thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. Để làm gì? Để dùi thủng chiếc thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước theo chuyện hay sự cũ nếu chúng ta thay bằng những từ ngữ như là nơi vua ở gặp mặt ta vua tôi và tôi thì sắc thái của đoạn văn câu văn nó sẽ như thế nào thể hiện sự không hợp lý bởi vì sao bởi vì không tạo ra được cái sắc thái cổ xưa không phù hợp với bầu không khí xã hội xa xưa. Chúng ta chuyển sang phần B nhỏ. Ghi nhớ sách giáo khoa trang 82. Trong nhiều trường hợp, người ta thường dùng từ Hán Việt để tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính tạo sắc thái tao nhã tránh gây cảm giác thô tục ghê sợ tạo sắc thái cổ phù hợp với bầu không khí xã hội xa xưa các em chuyển sang phần 2 nhỏ không nên lạm dụng từ hán việt a nhỏ ví dụ theo em trong mỗi cặp câu dưới đây câu nào có cách diễn đạt hay hơn vì sao Câu A1: Kỳ thi này con đạt loại giỏi, con đề nghị mẹ thưởng cho con một phần thưởng xứng đáng. Câu A2: Kỳ thi này con đạt loại giỏi, mẹ thưởng cho con một phần thưởng xứng đáng nhé. Câu B1: Ngoài sân nhi đồng đang vui đùa. Câu B2: Ngoài sân trẻ em đang vui đùa. Chúng ta thấy trường hợp A1 B1 là dùng những từ Hán Việt thiếu tự nhiên, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Còn trường hợp A2, B2 là dùng từ thuần Việt một cách tự nhiên, trong sáng, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Chúng ta chuyển sang phần B nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 83. Khi nói hoặc viết không nên lạm dụng từ Hán Việt làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ, 4 là mã luyện tập. Bài 1, sách giáo khoa trang 70. Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ sau. Hoa quả hương hoa hoa mỹ và hoa lệ chúng ta thấy hương hoa và hoa quả là chỉ sự vật đó là các thứ quả các thứ trái cây còn hoa mỹ hoa lệ đó là thể hiện được cái ý là đẹp sang trọng lộng lẫy trường hợp thứ hai từ phi trong phi công phi đội hay là phi pháp phi nghĩa hay là cung phi vương phi thì ở trường hợp thứ nhất phi công phi đội thì phi có nghĩa là bay trong phi pháp phi nghĩa phi có nghĩa là không trong cung phi vương phi thì phi có nghĩa là vợ của vua từ tham trong tham vọng tham lam thì có nghĩa là ham muốn. Tham trong tham gia, tham chiến có nghĩa là góp, dự. Từ gia trong gia chủ, gia súc có nghĩa là nhà, còn gia trong gia vị, gia tăng có nghĩa là thêm vào. Bài 2 sách giáo khoa trang 71. Chúng ta thấy có thể ghép những cái từ tìm những cái từ ghép bắt đầu bằng từ quốc à, có, có sự xuất hiện của từ quốc như là quốc gia ái quốc cường quốc tổ quốc còn từ ghép hán việt được tạo từ từ sơn đó là từ sơn hà giang sơn sơn hào hải vị sơn tặc từ ghép có xuất hiện của từ uh, của yếu tố cư như là vô gia cư, cư xá, du cư, cư trú. Còn từ ghép có yếu tố bại như là bại trận, thất bại, chiến bại, đại bại. Chúng ta chuyển sang bài 1, sách giáo khoa trang 83. Chọn những từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống. Trường hợp thứ nhất là từ thân mẫu và từ mẹ, trường hợp thứ hai chọn từ phu nhân hoặc từ vợ, trường hợp thứ ba từ sắp chết hoặc là lâm chung, trường hợp thứ tư là giáo huấn hay là dạy bảo. Ở câu 1A, chúng ta sẽ chọn từ mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cô B, nhà máy dệt Kim Vinh mang tên Hoàng Thị Lan, Hoàng Thị Loan thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu 2, 2C, tham dự buổi chiêu đãi có ngài đại sứ và phu nhân, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Con chim sắp chết thì tiếng kêu thương, con người lâm chung thì lời nói phải lúc lâm chung ông cụ còn dặn dò con cháu phải thương yêu nhau mọi cán bộ đều phải thực hiện lời giáo huấn của chủ tịch hồ chí minh cần kiệm liêm chính trí chí công vô tư con cái cần phải nghe lời dạy bảo của cha mẹ Bài 3 sách giáo khoa trang 84 các em hãy đọc đoạn văn sau và thi xem ai tìm được nhiều và nhanh hơn những từ ngữ Hán Việt góp phần tạo không, không khí, tạo sắc thái cổ xưa. Lúc bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, mấy lần Đà đem quân sang cướp đất Âu Lạc, nhưng vì An Dương Vương có nỏ thần, quân Nam Hải bị giết hại rất nhiều, nên Đà đành cố thủ đợi cơ hội khác. Triệu Đà thấy dùng binh không lợi, bèn xin giảng hòa với An Dương Vương và sai con trai là Trọng Thủy sang cầu thân, nhưng chú ý tìm cách phá chiếc nỏ thần. Trong những ngày đi lại để kết tình hòa hiếu, Trọng Thủy gặp được Mỹ Châu, một thiếu nữ mày ngài mắt phượng, nhan sắc tuyệt trần, con gái yêu của An Dương Vương. Chúng ta tìm được những từ như là giảng hòa, cầu thân, Hòa Hiếu hay là Ngày Mài Mắt Phượng. Đây là phần ghi bài. Các em sẽ ghi vào tập uh, ghi bài của mình nhé. Tiết học đến đây là hết. Kết thúc. Chúc các em tập, học tập tốt.